哎呀，chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có làm một cái món cá nữa các bạn. Này đổ rau mình đã bẻ trước rồi, nói chung là rất là nhiều rau trong này các bạn. Chút nữa tới ăn này là mình tới đâu mình kể tới đó, chứ nó quá là nhiều rau này luôn. Thì cái hôm nay mình làm cái món cá mè nè. Đó. Đây. Đây các bạn. Nói chung là mình đi bắt ban đêm á. Rồi mình về mình không có màng đường các bạn. Đó. Mình bỏ một bọc cái mình bỏ vô tủ lạnh nè. Đó, giờ mình rã đông ra, rồi bắt đầu mình sẽ chiên giòn chấm mắm men các bạn. Nói chung là mình làm sạch sẽ luôn. Cái này còn mình không phải chiên xù. Mình sẽ làm sạch sẽ. Rồi chúng mình chỉ mẫu ruột ra thôi. Nói chung là quan trọng cái là mẫu ruột ra thôi. Rồi mình khỏi đánh giải cũng được. Cá mè nè. Rồi mình chiên. Rồi thì để mình rửa và mình làm nó sạch sẽ các bạn. Rồi nãy giờ mình làm xong rồi các bạn. Đó. Đây cá mè. Có mấy cá, có còn cá thắt lan với có mấy cá lóc trong nữa. Thì giờ mình bắt cái chảo lên rồi. Sẽ cho dầu khá khá vô. Đó, mà dầu hơi nhiều. Này hôm nay mình chiên cá mè, chiên giòn chấm nước mắm men các bạn. Cực kỳ ngon luôn. Rồi, dầu sâu rồi mình bỏ cá vô chiên các bạn. Đây, cá mè này. Bỏ nhiều vô. Nhiều vô cho nó không có bị văng các bạn. Chắc, trời ơi, chắc. Cái tù lên, cái mặn nó giòn lên mặn rất ngon các bạn. Cái cá này thì cái phần lưng ấy, thì ít chua, nhưng mà cái phần gần gần cái ruột nó thì nó lại có một vị chua, nhỏ nhỏ mà. Đây dạ, cái này cũng là mình chuyển hai lần mới hết các bạn. Còn như đây này, cá lóc với cá thác lát. Như đây tưới thì nó mình chiên thêm một mẻ nữa. Rồi nãy giờ mình chiên xong hết mẻ rồi. Này các bạn, dạ các bạn, từ dân nhìn thấy ngon cực kỳ giòn luôn các bạn. Ăn thử miếng các bạn xem. Cực kỳ giòn quá đã. Giờ mình công ty chờ đợi cái này, mình sẽ làm cái dáng mắm men các bạn. Đây, nãy giờ mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Đó. Quá ngon luôn. Ui, nói chung là giòn rụm luôn. Đó. Đây là cái chén mắm me. Mắm me mình đây. Ồ, cực kỳ ngon các bạn. Rồi. Mình nếm thử coi. Chua chua. Ngọt ngọt mặn mặn cái cay. Quá đã. Rồi. Thì giờ mình trong đây là mình có lá nghệ nè, lá gừng nè, lá lốp nè, rau tiêu nè, là rau càng cua các bạn, với rau răm nè, lá quế nè, rau húng nè, nói chung là nhiều lắm. Rồi mình sẽ cuốn đây, cuốn của mình con cá vô mấy đôi rau nè. Đó, đây mình sẽ cuốn vô, chung là con cá mè thì nó dễ vỡ nha các bạn. Dễ mềm lắm mà mình chiên thì mình không được đậm đó. Đã, sẽ cuốn lại. Dạ. Mình bóc thôi là nghe đó, nó mình bóc gì không là nghe nó có độ giòn rồi nè bạn. Đó, thấy không? Bóc thì nghe độ giòn rồi đó.
Rồi đây, mình cuốn vô lá sung với lá lốt rồi nè, chấm vô. Quá ngon. Nước nách. Ây da, rồi, mời các bạn luôn nha. Nãy quên lá gừng. Lá nghề đó. Quá đạt. Nhức mắt. Còn con thác lạc nè. Mấy cá lóc. Mình thử con cái con cá lóc nữa nè. Cái đầu nó cũng rất là giòn luôn. Đây, mời các bạn luôn nha. Nó giòn mình nhai xương nó luôn. Hôm nay lúc nãy mình có hai cái đọt bông nhãn thọ nè. Rau tiêu. Quá ngon. Này, đặc biệt nhiều nhất là con cá mè nha bạn. Cá mè nhưng mình không biết là con cá mè nào, cá mè gì. Mình chỉ biết là cá mè thôi. Mè Vinh hay là mè Dảnh gì đó. Hay là mè gì đó. Ủa, nói chung là mình không rành luôn nữa. Ngon cái chén mè. Ngon tôm với mè nè. Nói chung lúc trước đó mình làm ít đó. Hơi ít đó mình ăn nó thiếu bạn. Mình phải chấm miếng nhín. Đợt này mình làm một tượng luôn. Tô luôn. Xuống cái mồm. Cái loại rau này cực kỳ thơm. Lốp, lá lốp, lá nghệ, lá gừng. Thơm gian vậy luôn. Cực kỳ thơm. Cái rau này mình bẻ vòng nhà mình nha các bạn. Quá đã. Rồi, mình sẽ lấy một con. Mình vẫn cho cái lá nghệ này.
Quá đã, chấm vô, nói chung là trụng vô. Mắm me thì mình làm số lượng ma nước mắm ít ít thôi. Giờ nó ngon ngọt chua chua, vô thì cực kỳ ngon. Lúc nãy mình đâm ba đứa vô đây nè, nó cũng cực kỳ cay nữa mà. Đây. Đó. Mời các bạn luôn nha. Cầm vô một mớ rau nữa, nói chung là còn rất nhiều loại rau, một cây cốc, đậu cầm luộc nữa, nhưng mà mình nhiều quá rồi. Đây là chỉ sơ bộ thôi, quá nhiều à. Nhanh nghe đọc đọc. Mình thử con thái mát của nó lên trong. Ý dạ. Đồng bỏ ra đi. Ý dạ. Mua thái mát này hơi to. Rồi đâm vào những con mềm. Thì gói vô lá lốt nè. Lá sung nè. Còn những hoa nè. Lá gừng nè. Lá nghệ nè. Ô rau tiêu nè. Quả trời. Ô rau đâm nữa. Rồi lá sung nữa. Ô lá sung có loại. Đó. Mình sẽ cuốn lại. Cũng là như thế này. Đó. Mời bạn nè. Cực kỳ thơm luôn. Mình cũng rau đơn giản nhưng mà cực kỳ thơm. Mời bạn luôn. Quá đã. Còn thắt lát này thì xương cũng nhiều ạ. Nhưng mà mình chiên á, cái xương lớn thì nó vẫn còn mềm. Vẫn còn cứng, vẫn còn không giòn mà. Có xương, mấy xương nhỏ ngoài thì rất giòn. Đây. Ây da. Quá đã. Trời đang diễn mưa tới nữa. Nói chung là hôm nay không phải ngày nào cũng có mưa hết các bạn. Mm.
có mẹ con có mẹ này thì mình bắt ở quê mình các bạn. Trời mưa á, nó nhắm cái đầu kinh nó lên lắm, rồi mình bắt. Trong hôm bữa mình bắt nhiều lắm, cá mè không thì là 1 ký mấy lận cá mè không á, nhưng mà mình bỏ ngăn đá đó, qua mình bỏ ngăn đá đó. Rồi, sáng là lấy mình kho tiêu ăn hết mớ rồi. Còn cái gói này độ khoảng 1 ký không mà, dưới miếng cá lóc à. Dù chém mẹ mà bắt đầu quên. Nó mình quên chứ, có cái đậu đủ nữa nè. Chấm mắm me luôn. Ăn cái con cá lóc này nữa các mình nghĩ các bạn. Nói chung là nhiều lắm, nãy giờ ăn no luôn á, gần no luôn á. Chấm mừng cá lóc ạ. Quá đã. Này, đồ đủ no. Mắp hột mè cái nữa cho đã. Mang hết nửa chén. Nó cười mày nhóc luôn. Ồ, quá ngon. Còn nhiêu đây nè bạn. Cả ký cá mè. Mới mấy con cá lóc với con cá thác lát. Nhìn thấy ô ăn no luôn. Rồi, hôm nay mình muốn có được mới cá mè để mình chiên giòn chấm mắm men các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây.
Và chúc cả nhà xem vui vẻ. Và cả nhà xem nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh Hero Vlog của mình để mình có lượng làm nhiều những clip nữa cho các bạn xem. Bây giờ mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.